Chị ơi, chị ơi, em có hai cái kem chống nắng Skin Aqua này giống nhau quá, chị phân biệt cho em với. Chỉ có hàng fake mới có giá rẻ như vậy. Cùng Lan Lung Beauty phân biệt thật giả nhé. Về màu sắc, hàng giả ấy, cái điểm này nó màu nhạt hơn, còn hàng chính hãng màu đậm hơn. Hàng giả thì có một cái biểu tượng Cosme, nhưng hàng thật thì không có biểu tượng nào nhé. Ở phía dưới có một cái hình tròn màu hồng. Hàng giả thì có chữ New, còn hàng chính hãng thì không có chữ New và có một cái đường viền màu hồng nhạt. Ở mặt sau sản phẩm, hàng chính hãng có chữ Record, nhưng ở hàng giả, ở đây thì lại biểu tượng SPF 50+. Mã QR code của hàng chính hãng màu đen, hàng giả thì màu xanh. Ở phần phía dưới hàng chính hãng, toàn bộ chữ là màu đen, nhưng ở hàng giả thì toàn bộ chữ là màu tím. Mã vạch hàng chính hãng màu đen, mã vạch hàng giả màu xanh. Nhìn vào bên trong hàng chính hãng ấy thì có một cái mã số ở đây, mép pip, nhưng ở hàng giả thì không có mã số nào cả. Trong video này thì mình sẽ không có test sản phẩm nữa, bởi vì với những chi tiết vừa rồi thì đã quá thừa sức để các bạn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả rồi, đúng không ạ? Và nếu như bạn nào tìm ra những chi tiết khác nhau hơn nữa thì hãy chia sẻ với Lan Lung Beauty nhé.